bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục với mình đi băng qua đường Hùng Vương này, qua bên cái kiệt. Cạnh bên cái thẩm mỹ viện Trương Kiều Xuân. Ai làm đẹp về thẩm mỹ viện Trương Kiều Xuân. Kiệt này là kiệt 246. Đây cũng thuộc phường An Cựu. Đoạn này chúng ta thấy mặt đường kiệt cũng khá là sạch. Đi vào đây một cái nhánh nhỏ. Ngay cái chỗ này có vẻ như là một cái quán bà con bán hàng ăn. Nhưng do ảnh hưởng dịch bệnh cho nên chia bà con bán ế tạm thời nghỉ. Hết kiệt vào bên trong, đường tuy nhỏ nhưng nhà cũng rất là sạch đẹp to. Bên này có một ngôi như là cái đình, cái nhà thờ họ. Chúng ta ra lại cái kiệt 286 đường Hùng Vương. Còn nhiều lô đất trống chưa được xây cất. Với cái bề rộng kiệt như kiệt 246 này thì ô tô cũng có thể tránh nhau. Một ngôi nhà có cái sân rất là sâu đẹp. Một cái dàn trạm biến áp ngầm trong đất. Trong cái chủ trương hạ ngầm các loại đường dây kết nối viễn thông, điện lực v.v. làm cho thành phố trở nên gọn gàng và sạch đẹp của Huế. Phương Cherry. Có nhiều ngôi nhà xây dựng ngay cả cổng tường, nhìn khá là hùng vĩ. Đến đây là địa chỉ 49A Kiệt 246. Nhiều người bảo Huế rất sâu, bây giờ chúng ta đi sâu. Để thăm những cái sâu của Huế. Một cái bức tường nhà xây rất là đẹp.
theo bên đơn vị thì cái kiệt này cũng có thể rẽ ra đường Ngữ Bình. Vào đây hết kiệt rồi. Đi qua bên này xem sao. Xa xa kia chúng ta thấy cũng hết kiệt rồi. Không nhìn thấy kiệt mà thấy cạc, có nghĩa là bản cạc. Chúng ta quay lại kiệt 246. Xa xa kia chúng ta thấy có một cái biển, đó là quán gà 1B Miếu Đôi. Cái khu vực này bên cổng thường nghe gọi là Miếu Đôi. Hàng đánh bóng đôi nhựa. Đậu hũ, yến bích anh, bún bò, giò heo. Cô Nguyên Chi. Ở những đoạn kia có những cái cây xanh, đặc biệt là cái cây mân, hay còn gọi là cây lộc vừng. Bóng của nó xòa xuống hai bên đường rất là mát. Đeo mê. Cơ khí chế tạo cũng khăn. Quay ra cái kiệt này chúng ta thấy đường sắt rồi. Rẽ phải cũng một cái đường đi cạnh đường sắt. Rẽ trái cũng một cái đoạn song song với đường sắt. Và chúng ta thấy có những cái dù đang được xếp lại rồi. Thì cái đoạn này là một cái khu chợ nhỏ của bà con ở cái góc kiệt này, cũng gần với đường Ngữ Bình. Cái khu này thường đóng vào tầm cỡ 7-8 giờ sáng. Đến đây là đường Ngữ Bình. Nếu rẽ phải thì đến một đoạn nữa tầm cỡ gần một cái số nữa thôi là núi Ngữ Bình. Còn rẽ trái tầm cỡ chưa đầy 500 mét nữa sẽ về ngoèo Giang Say. Chúng ta băng qua đường sắt đi vào cái kiệt này xem sao. Kiệt nó song song với đường sắt luôn. Ồ, đây có một cái quán nướng rất là ngon. Hồi nào mời bà con đến ăn cái quán này. Còn nó bán khoảng mấy giờ rồi mẹ? Dạ 3 giờ. 3 giờ chiều bắt đầu bán á, bán tới mấy giờ? 3 giờ tới 9 giờ. À. Dạ. Mình bán các món chi? Gà nướng á? Dạ, bánh tráng trứng, bánh tráng trộn đó nữa. Bánh tráng trứng, bánh tráng trộn. Chân gà nướng. Dạ. Chim nướng. Ừ, gà, cả gà. À dạ. À, mình ngồi bên trong là mình ăn hả? Rồi hẹn chị khi khác nha. Dạ con cảm ơn mẹ. Chúng ta tiếp tục. Sốp Nguyên Hoa. Phía bên trái đi ra là đường An Dương Vương. Đây có quán gì đây? À,
bún mắm nêm. Những cái món rất là đơn giản và giá khá là rẻ, thậm chí ngay cả với cái mức sống của người Huế, nhưng là rất là đậm đà, đậm chất Huế. Dần dần mình sẽ khám phá tiếp. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn muốn xem lại cái món bún mắm nêm, một cái quán rất là nổi tiếng ngay cái địa chỉ số 1 đường Phan Đăng Lưu, quán OB, và O rất là vui, đặc biệt rất là nghịch. Mình quay video xem lại còn thấy khá là vui. Mời quý vị và các bạn chúng ta tìm với từ khóa là bún mắm nêm OB thì sẽ thấy được cái video đó. Một ngôi nhà cấp 4. Bà có ở đường ray cũng rất là giỏi, bởi vì quy định của chạy tàu khi đi qua cái khu vực dân cư, ngoài cái tiếng tàu rất là ồn rồi, vừa nổ rầm rầm vừa lạch cạch thì phải bọc còi, vì đường ngang cắt đường tàu rất là nhiều. Đó là một cái gọi là cái giao thông mà chưa đảm bảo an toàn, chưa giải quyết được cái bài toán tốt cho an toàn giao thông đường sắt, như là phải làm cái tuyến đường sắt trên cao. Của Việt Nam chúng ta đang còn thiếu vốn, đang còn nói chung là nghèo, không đủ chi phí để mà xây dựng cả cái tuyến đường sắt trên cao đảm bảo an toàn hơn. Đây là cái đường Hồ Đắc Di. Trước đây nó nhỏ thôi, bây giờ rất là lớn. Đi vào bên trong là chúng ta thấy khu đại học, một loạt trường đại học đã xây dựng cơ sở tại cái khu đại học đó, như là đại học kinh tế, ngoại ngữ, khoa giáo dục thể chất, vâng vâng. Còn đi ra hướng này là ra cái nơi giao nhau với đường An Dương Vương, phía phải theo cái đường An Dương Vương là bến xe phía nam. Vâng, đến đây thì bên kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn cùng đồng hành chúng ta thăm một vài cái cốc kiệt thành phố Huế hiện nay và cập nhật cái tình hình dịch bệnh khi chúng ta đi qua cái cốc kiệt 33 đường An Dương Vương. Xin kính chúc quý vị, quý gia đình, bà con luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt, mọi điều như ý. Mọi ý kiến vui lòng góp ý để bên rút kinh nghiệm, học hỏi thêm ở dưới phần bình luận video. Và không quên bấm đăng ký, rung chuông để theo dõi các video khác mà kênh YouTube Người Việt Nam Ngày Nay tải lên. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Trân trọng.